Ta liền hỏi trưởng giả, người biết được sự huyễn hóa có phải là kẻ huyễn hóa chăng? Trưởng giả nói, đúng vậy, đúng vậy, người biết sự huyễn hóa tức là kẻ huyễn hóa. Ta liền hỏi trưởng giả, trong thành xá vệ của vua Ba Tư Nặc có một người trên Đà La tên là Khí Hư, ông có biết người ấy chăng? Trưởng giả đáp, Cổ Đàm, tôi đã biết người ấy từ lâu. Ta liền nói, ông biết người trên Đà La ấy đã lâu, vậy ông có phải là trên Đà La chăng? Trưởng giả đáp, Cổ Đàm, tuy tôi có biết người trên Đà La, nhưng chính thân tôi đây không phải trên Đà La. Phật dạy, vậy ông đã hiểu được rằng người biết trên Đà La không phải là trên Đà La. Nay vì sao ta lại không thể biết được sự huyễn hóa nhưng không phải kẻ huyễn hóa? Trưởng giả, ta quả thật, rõ biết sự huyễn hóa, rõ biết kẻ huyễn hóa, biết quả báo của huyễn hóa, biết phương thức kỹ xảo của huyễn thuật. Ta biết sự giết hại, biết kẻ giết hại, biết quả báo của việc giết hại, biết cách giải thoát khỏi sự giết hại, cho đến biết cả những quan điểm sai lầm tà vậy, biết những người có quan điểm sai lầm tà vậy, biết quả báo của những quan điểm sai lầm tà vậy, biết cách giải thoát khỏi những quan điểm sai lầm tà vậy. Trưởng giả, nếu người không phải huyễn mà gọi là huyễn, người không có tà kiến mà gọi là tà kiến, ắt phải mang tội rất lớn. Trưởng giả bạch rằng, Cổ Đàm, theo như ngài nói thì tôi đã mắc tội rất lớn, tài sản sở hữu của tôi ắt phải nộp cả lên quan trên, mong sao ngài giấu đi, đừng cho vua Ba Tư Nặc biết việc thưa hỏi này. Phật dạy, trưởng giả, nhân duyên tội này không phải mất hết tài sản, nhưng do tội này sẽ phải đọa vào ba đường ác. Bấy giờ trưởng giả vừa nghe nói đến ba đường ác thì kinh khiếp hoảng sợ, liền bạch Phật rằng, Thánh nhân, nay con vô ý mắc vào tội lớn, ngài là bậc nhất thiết trí, ắt phải biết rõ cách để giải thoát, xin dạy cho biết con phải làm sao mới thoát khỏi được những cảnh địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Lúc đó ta vì trưởng giả ấy mà thuyết dạy bốn chân đế, nghe rồi trưởng giả chứng đắc quả Tu Đà Hoàn, sanh lòng hổ thẹn, hướng Phật sám hối. Con vốn thật ngu si, Phật chẳng phải kẻ huyễn hóa mà con gọi là huyễn, từ nay con xin quy y Tam Bảo. Phật dạy, lành thay, lành thay, đó trưởng giả. Như thế gọi là tùy theo ý chúng sanh mà thuyết. Sao gọi là vừa tự ý ta và cũng tùy theo ý chúng sanh mà thuyết? Như Phật có dạy, tất cả những người có trí ở thế gian nói có, ta cũng nói có. Người trí nói không, ta cũng nói không. Người trí ở thế gian nói, trong năm món dục là có vô thường, khổ, vô ngã, nên dứt trừ đi, ta cũng nói là có, giống như họ. Người trí ở thế gian nói, trong năm món dục là không thể có thường lạc ngã tịnh, ta cũng nói là không, giống như họ. Đó gọi là vừa tự ý ta và cũng tùy theo ý chúng sanh mà thuyết. Thiện nam tử, như Phật có dạy, hàng Bồ Tát trụ ở địa vị thứ 10, thấy được đôi chút tánh Phật, đó gọi là tùy theo ý chúng sanh mà thuyết. Thế nào gọi là thấy được đôi chút? Bồ Tát trụ ở địa vị thứ 10, đạt được các pháp tam muội như Thủ Lăng Nghiêm, 3000 pháp môn, cho nên tự mình rõ biết chắc chắn sẽ đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, nhưng lại không thấy được rằng tất cả chúng sanh chắc chắn sẽ đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vì thế nên ta nói rằng Bồ Tát trụ ở địa vị thứ 10 thấy được đôi chút tánh Phật. Thiện nam tử, ta thường giảng nói rằng tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, đó gọi là do ta tự ý thuyết. Hoặc ta có nói Phật tánh của tất cả chúng sanh không dứt đoạn, không diệt mất, cho đến khi đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, đó gọi là do ta tự ý thuyết. Hoặc ta có nói tất cả chúng sanh đều có tánh Phật vì phiền não che lấp nên không thể thấy, ta nói như vậy, ông cũng nói như vậy, đó gọi là vừa tự ý ta và cũng tùy theo ý chúng sanh mà thuyết. Thiện nam tử, có khi vì một pháp Như Lai thuyết vô lượng pháp, như trong kinh có nói, sự gần gũi bậc thiện tri thức là nhân của tất cả phạm hạnh. Tất cả phạm hạnh tuy có vô số nhân nhưng chỉ nói đến sự gần gũi bậc thiện tri thức là bao gồm tất cả. Hoặc như ta có dạy, tà kiến là nhân của tất cả các hạnh xấu ác. Tùy tất cả các hạnh xấu ác có vô số nguyên nhân, nhưng chỉ nói đến tà kiến là bao gồm được tất cả. Hoặc ta có dạy, lòng tin là nhân của A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Nhân của Bồ Đề tuy là vô số, nhưng chỉ nói đến lòng tin là bao gồm được tất cả. Thiện nam tử, tuy Như Lai giảng nói vô lượng các pháp, gọi đó là tánh Phật, nhưng không hề lìa khỏi ấm nhập giới. Thiện nam tử, Đức Như Lai thuyết pháp vì chúng sanh nên dùng đến 7 cách nói. Một là nói dựa vào nguyên nhân, hai là nói dựa vào kết quả, ba là nói dựa vào cả nguyên nhân và kết quả, bốn là nói dẫn dụ, năm là nói những điều không thật có nhưng ứng hợp, sáu là nói những điều dùng rộng rãi trong thế tục, bảy là theo đúng ý mà nói.
Thế nào gọi là nói dựa vào nguyên nhân đối với nhân hiện tại, nói quả trong tương lai? Như ta có dạy, thiện nam tử khi thấy chúng sanh ưa giết hại cho tới ưa làm việc tà kiến, nên thấy rằng đó là những chúng sanh địa ngục. Thiện nam tử nếu có chúng sanh không ưa giết hại cho tới không ưa tà kiến, nên thấy rằng đó là chư thiên cõi trời. Đó gọi là nói dựa vào nguyên nhân. Thế nào gọi là nói dựa vào kết quả? Đối với quả hiện tại, nói nhân trong quá khứ. Như trong kinh có nói, thiện nam tử nếu thấy những chúng sanh nghèo khốn, dùng mạo thô xấu không được tự do thanh thản, nên biết rằng những người ấy nhất định đời trước đã từng phá giới, có lòng ganh ghét, đố kỵ, sân hận, không biết hổ thẹn đối với việc xấu. Nếu thấy những chúng sanh giàu có, nhiều tài sản, các căn đầy đủ, oai đức tự tại, nên biết rằng những người ấy nhất định đời trước đã từng trì giới, bố thí, tinh cần, có lòng hổ thẹn đối với việc xấu, không ganh ghét, đố kỵ, sân hận. Đó gọi là nói dựa vào kết quả. Thế nào gọi là nói dựa vào cả nguyên nhân và kết quả? Như trong kinh có nói, thiện nam tử, sáu nhập, xúc là nhân của chúng sanh, trong hiện tại đó là nghiệp quả của quá khứ. Như Lai cũng nói, đó là nghiệp, do nhân duyên là nghiệp đó mà có quả trong đời vị Lai, đó gọi là nói dựa vào cả nguyên nhân và kết quả. Thế nào gọi là nói dẫn dụ? Như nói sư tử chúa là ví dụ để chỉ thân Phật. Trong kinh lại có các ví dụ như Đại Tượng Vương, Đại Long Vương, cây ba lị chất đa la, núi bảy báu, biển cả, núi tù gì, cõi đất, cơn mưa lớn, thuyền sư, đạo sư, đều ngự trượng phu, lực sĩ, ngưu vương, bà la môn, sa môn, thành lớn, cây đa la. Những ví dụ như vậy gọi là nói dẫn dụ. Thế nào gọi là nói những điều không thật có nhưng ứng hợp? Như ta có nói trong kinh rằng trời và đất có thể hợp lại, sông không chảy vào biển. Hoặc như ta có vì vua Ba Tư Nặc mà nói việc núi lớn từ bốn phương đi đến. Hoặc như ta vì bà Yêu Bà Di Lộc Mẫu mà nói rằng nếu cây xà là có thể thọ tám giới, ác cũng sẽ được hưởng khoái lạc ở hai cõi trời người. Hoặc nói thà cho rằng hàng Bồ Tát trụ ở địa vị thứ 10 có tâm thối chuyển, không nên bảo rằng Như Lai có nói hai lời. Hoặc nói thà cho rằng hàng Tu Đà Hoàn đạo và ba nẻo ác, không nên bảo rằng Bồ Tát trụ ở địa vị thứ 10 có tâm thối chuyển. Đó gọi là nói những điều không thật có nhưng ứng hợp. Thế nào gọi là nói những điều được dùng rộng rãi trong thế tục? Như Phật có nói đến những điều như nam nữ lớn nhỏ, đi đứng nằm ngồi, xe cộ phòng xá, bình bát y phục, chúng sanh, thường lạc, ngã tịnh, quân binh rừng rú, thành ấp, tăng phường, tan hợp. Đó gọi là nói những điều được dùng rộng rãi trong thế tục. Thế nào gọi là theo đúng ý mà nói? Như Phật có của trách người hủy phạm cấm giới, khiến người ấy tự trách mà trở lại hộ trì cấm giới. Như ta khen ngợi hàng Tu Đà Hoàn, khiến các phàm phu sanh khởi lòng lành. Ta khen ngợi Bồ Tát vì những chúng sanh phát tâm Bồ Đề. Ta nói các khổ não trong ba đường ác vì khiến chúng sanh tu tập các pháp lành. Ta nói tất cả pháp thế gian đều như lửa dữ thiêu đốt. Đó chỉ là nói tất cả các pháp hữu vi. Ta nói lý vô ngã cũng vậy, đều là nói các pháp hữu vi. Ta nói chúng sanh đều có tánh Phật là vì khiến cho tất cả đều không buông thả biếng nhác. Đó gọi là theo đúng ý mà nói.